Đề ngày hôm nay sẽ có tất cả là 40 ý theo đúng cấu trúc mới của Bộ Giáo dục nha. Và đi thi thì các bạn sẽ làm cái đề này trong khoảng tầm 45 phút. Chuẩn thì sẽ là 50 phút. Nhưng mà thi cuối kỳ thì người ta chỉ cho các em khoảng 45 phút thôi nha. Nào, ta bắt đầu. Câu 1, hai thanh kim loại có điện trở hoàn toàn bằng nhau. Ok. Điện trở bằng nhau tức là R1 bằng với R2. Thanh A có chiều dài LA, đường kính là DA. Chiều dài thanh B là LB bằng 2 lần LA, đường kính DB gấp 2 lần DA. Điều này suy ra rằng thanh A có điện trở suất liên hệ với thanh B như thế nào? Thì R của chúng ta bằng rho nhân với L chia S. Vậy thì đây sẽ ghi là RA và RB đây. RA bằng RB chưa? R bằng rho nhân với L chia cho SC. Rho A, LA, SCA. Tương tự rho B, LB, SCB. Câu đầu khó luôn nha. Ta cần tìm mối quan hệ giữa rho A và rho B, mình giữ ngược lại thôi, mình giữ lại thôi. Rho A là ta giữ nguyên, được chưa? Đấy, LB bằng 2 lần LA rồi, đây chỉ còn số 1 thôi. Tiết diện, đúng không ạ? PR bình, PRA tất cả bình. Rho B đang cần tìm tỷ lệ với rho A. LB bằng 2 lần LA trên tử còn số 2 chưa? Tương tự SCB là PRB bình phương. Dễ không em? Chuẩn không ạ? Vậy từ đây thầy có được là rho A chia cho rho B bằng số 2 nhân với RA bình chia cho RB bình. Được không? Mà đầu bài cho là DB gấp 2 lần DA, đường kính gấp đôi nhau, bán kính cũng gấp đôi nhau, RB bằng 2 lần RA. Vậy thì RA bình trên RB bình là bằng 1 phần 4. 1 phần 4 nhân với 2 là bằng 1 phần 2. Vậy thì biểu thức đúng của chúng ta đấy chính là rho A bằng rho B chia đôi. Đáp án C là chính xác. Câu 1 đáp án C. Được chưa? Tiếp câu số 2. Các bạn hiểu câu 1 chưa? Dễ dàng đúng không nhỉ? Rồi, hai quả cầu cùng kích thước nhưng cho tích điện trái dấu có độ lớn khác nhau. Sau khi cho chúng tiếp xúc vào nhau rồi tách ra thì chúng sẽ làm sao? Một quả cầu tích điện Q1, một quả cầu tích điện Q2. Khi cho chúng tiếp xúc vì chúng hoàn toàn giống nhau cùng kích thước, khi cho chúng tiếp xúc thì điện tích của chúng nó sẽ bằng nhau, nó trao đổi cho nhau và nó bằng nhau và bằng trung bình cộng của ban đầu. Vậy thì tức là lúc sau Q1 và Q2 phẩy là cùng dấu với nhau. Vì chúng nó bằng nhau là cùng dấu với nhau. Mà khi chúng cùng dấu với nhau là chúng đẩy nhau nhá. Rồi, vì nó cùng dấu mà, cùng âm hoặc cùng dương đều được nhá. Và chúng nó sẽ đẩy nhau. Câu số 3, điện trở kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào cái gì các bạn nhỉ? Đây, điện trở kim loại là R bằng rho nhân với L chia cho SC. Phụ thuộc bản chất kim loại là có, đúng không các bạn nhỉ? Bởi vì là liên quan đến rho. Ví dụ thầy hỏi các bạn, điện trở suất của bạc đấy như thế nào với điện trở suất của đồng? Đố các em biết nhá. Có liên quan đến nhiệt độ kim loại, nhiệt độ càng tăng rho càng tăng và điện trở càng tăng. Ngoài những ý hỏi về ABCD, thầy cũng sẽ hỏi thêm những ý bên ngoài. Câu này khó này. Rho bạc và rho đồng, rho nào lớn hơn? Nào, điền dấu gì vào đây các em? Tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn kim loại, cái này là không hoàn toàn trực tiếp phụ thuộc vào vì nó liên quan đến L và SC. Kích thước thì có, kích thước thì cũng có liên quan. Nhưng liên quan cụ thể nhất là chiều dài và tiết diện. Kích thước thì nó liên quan một phần chứ không phải toàn phần, nghe chưa? Nhá, nhưng cũng có liên quan ở đây. Vậy ở đây thì không phụ thuộc trực tiếp vào hiệu điện thế. Đáp án B. Rho nào bé hơn các bạn? Bạc thì dẫn điện tốt hơn nên điện trở của bạc với cùng chiều dài và tiết diện sẽ nhỏ hơn điện trở của đồng. Đấy chưa? Dẫn điện tốt hơn mà nên điện trở phải nhỏ hơn. Mà điện trở nhỏ hơn thì điện trở suất nó phải nhỏ hơn. Dấu nhỏ hơn nha. Bạc lớn hơn là sai. Ôi giời ơi, ông nào bảo là rho bạc lớn hơn. Rho bạc lớn hơn là dốt rồi. Ai bảo rho bạc lớn hơn
là có lỗi với tổ quốc, có lỗi với cờ rút, có lỗi với bố mẹ. Nha, đồng lớn hơn. Vì đồng của chúng ta là dẫn điện kém hơn bạc, nên cùng chiều dài và tiết diện thì điện trở của đồng là lớn hơn điện trở của bạc chưa? Nó dẫn điện tốt hơn thì điện trở của nó phải nhỏ hơn. Điện trở nhỏ hơn thì rho nó phải nhỏ hơn. Alo, các bạn hiểu chưa? Có hiểu không nhỉ? À, nhầm chưa? Đấy, được cái áo không dễ đâu các em. Được cái áo không dễ đâu nha. Được cái áo mà dễ tốt quá nhỉ. Tiếp, ion dương là do nguyên tử mất electron, thấy chưa? Theo thuyết electron nha. Thấy chưa? Tiếp, câu số 5, mất E thì có thể nhiễm điện dương, nhận E thì có thể nhiễm điện âm. Nghe chưa nhỉ? Rồi. Tiếp, electron có thể dễ dàng di chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Một nguyên tử thừa E nhiễm điện âm, một nguyên tử thiếu E nhiễm điện dương. Nghe chưa? Rồi, tiếp câu số 5. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng cách giữa hai điện tích đó? Vậy ở đây, nếu như ta đặt một tấm nhựa vào thì cái môi trường ở giữa nó thay đổi, tức là hằng số điện môi là thay đổi. F bằng K, Q1, Q2 chia cho epsilon nhân R bình, đóng tuyệt đối ở đây lại. Đặt một tấm nhựa vào giữa thì hằng số điện môi tăng, epsilon tăng. Epsilon tăng thì độ lớn của chúng ta giảm. Thì nhìn bốn đáp án này thì chỉ có đáp án C là độ lớn giảm, phương chiều không thay đổi. Vì tấm nhựa này nó không làm cho hai điện tích nó trao đổi điện tích với nhau, hiểu chưa? Đấy, nên là Q nó vẫn vậy, Q1, Q2 vẫn vậy. Nên là phương chiều của lực là không đổi, nhưng độ lớn của lực là giảm. Bởi vì nhựa mà, đang từ không khí là thành nhựa chưa? Thì epsilon tăng, epsilon tăng thì lực tương tác giảm. Năm là C. Câu số 6, có hiểu bài không các em? Hả? Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực điện. Câu 6 là C. F của chúng ta bằng Q nhân cho E, đấy chưa? Đấy, cường độ điện trường tại một điểm đấy, đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực điện lên điện tích nếu đặt tại đó nha. Tiếp sang câu 7. Một điện tích Q chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín, gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A, thì A của chúng ta như nào? Một đường cong mà kín thì các em nhớ luôn, công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, nó phụ thuộc vào tọa độ điểm đầu và điểm cuối. Nên túm cái váy lại là công đi hết một vòng xong quay về ban đầu, độ dịch chuyển là bằng 0, đấy chưa? Nên là công sinh ra cũng bằng 0. Có những lúc nó sinh công dương, có những lúc nó sinh công âm, nhưng tổng công trên cả cái quãng đường chuyển động là bằng 0, vì điểm đầu bằng điểm cuối. Nó giống như cái việc là gì nhỉ? Các bạn sau này đi làm trong môi trường công ty đấy, người sếp của các em không quan tâm đến quá trình mà quan tâm đến kết quả. Có một câu nói như vậy, đấy chưa? Thì ông đi một vòng ông vẫn quay về ban đầu, chứng tỏ mà chưa dịch chuyển đi nào, đấy chưa? Quãng đường mày đi còn có đấy, nhưng độ dịch chuyển bằng 0, đấy chưa? Xét trên cả cái tổng thời gian đấy nha. Rồi, câu số 8 nào. Ok, dễ mà các em đúng không ạ? Câu số 8, khi độ lớn điện tích tử tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đấy như thế nào? Điện thế tại một điểm là V bằng K Q chia cho R. Vậy thì nếu như thằng Q của chúng ta đấy mà tăng lên gấp đôi, nhưng đó là điện tích thử, còn Q này là một điện tích nó gây ra điện trường xung quanh nó, còn cái thằng Q này là điện tích thử thôi. Tức là các bạn hay ký hiệu là cái Q nhỏ, đấy chưa? Là cái Q nhỏ. Thì cái Q nhỏ này nó không ảnh hưởng đến biểu thức của V do Q lớn gây ra, đấy chưa? Nó cũng giống như cái kiểu cái việc là một thằng Q lớn đặt ở đây này, xung quanh nó là có điện trường do nó quyết định, đúng không ạ? Đấy, vậy thì một thằng Q nhỏ mà đặt vào đây, ok không ạ? Thì sẽ chịu tác dụng của lực điện, và lực điện đấy là gì nhỉ? F bằng E nhân với Q.
Đây là lực điện F tác dụng lên Q nhỏ tại nơi có điện trường E do Q lớn gây lên. Được chưa? Vậy ở đây là không đổi. Nó phụ thuộc vào cái thằng Q đang tạo ra. Thằng thử nó không liên quan. Tiếp, câu số 9. Một tụ điện gồm hai bản tụ có phần đối diện là SC, khoảng cách giữa hai bản tụ là D, lớp điện môi hằng số là epsilon. Điện dung của tụ điện được tính lên công thức nào? C bằng epsilon S chia 4 pi K D. K là 9 trên 10 mũ 9. Vậy đây là gì nhỉ? B là chính xác. Câu 9 đáp án là B. Câu số 10. Hai đèn giống nhau có cùng hiệu điện thế định mức là U mắc nối tiếp vào một nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 2U thì hai đèn của chúng ta như thế nào? Một đèn có hiệu điện thế định mức là U, đèn kia cũng có hiệu điện thế định mức là U tiếp mà hai đèn là giống nhau. Quan trọng là hai đèn giống nhau. Nếu nó cho hai đèn khác nhau thì là ối rồi ôi luôn. Định mức là U, định mức là U. Vậy thì nếu như sáng bình thường thì sẽ là U cộng U bằng 2U. Mà đặt vào đúng 2U luôn thì hai đèn sáng bình thường. Đáp án là C các bạn nha. Nhưng các em chú ý này, đây là hai đèn giống nhau. Thầy chỉ cần cho như sau này. Ví dụ hai đèn có cùng định mức là U, thầy cho rằng là R1 của đèn 1 lớn hơn R của đèn 2. Thầy hỏi các bạn, đèn nào sáng hơn bình thường? Đây, khác nhau thì ảnh hưởng gì? Bạn Đinh Tuấn Dũng hỏi một câu rất hay. Cũng là cái đề bài này, nhưng thay cái từ là giống nhau thành R1 lớn hơn R2 thì đèn tất nhiên bây giờ sẽ không thể sáng bình thường được nữa. Đèn nào sáng hơn bình thường và đèn nào tối hơn bình thường? Đấy, được cái áo không dễ đâu các em. Thầy hỏi vặn vẹo nhiều lắm, được chưa? Nhá, học nó phải lan, nó phải rộng hơn những cái gì mà đề được hỏi. Nào, mắc nối tiếp thì Y bằng nhau. Y1 bằng cho Y2. Và tất nhiên nối tiếp thì U cộng lại U1 cộng U2 bằng 2U. Mà Y thì bằng U chia R. U1 chia cho R1 bằng U2 chia cho R2. Mà thầy có R1 lớn hơn R2, mẫu số thằng này là lớn hơn thì tử số nó phải lớn hơn. Tức là suy ra được U1 cũng lớn hơn U2. U1 lớn hơn U2 mà tổng của nó bằng 2U thì chứng tỏ U1 là phải lớn hơn U và U2 của chúng ta là phải nhỏ hơn U, đúng không? Nhờ thì lúc này tổng của nó mới bằng được 2U. Một thằng lớn hơn U, một thằng nhỏ hơn U. Ví dụ một thằng là 1,1U, thằng kia là 0,9U. Thì đây, đèn 1 sẽ sáng hơn bình thường và đèn 2 tối hơn bình thường. Em có hiểu không? Đèn 2 là tối hơn bình thường. Ai rồi ôi, đèn 1 sáng hơn bình thường. Anh em sai rồi. Đèn 1 nó sáng hơn bình thường. Thế nó mới hay các bạn ạ. Được chưa? Thế nó mới khó chịu. Thế nó mới đau đầu. Ai hiểu cái này rồi, comment số 1. Đấy. Ông nào mà thi đánh giá tư duy mà gặp mấy cái bài này chả vỡ đầu ra đây à, đúng không ạ? Người ta hỏi một kiểu, nhưng đi thi nó sẽ hỏi một kiểu. Các bạn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chú ý vào mấy câu này nhá. Có hết mấy câu này trong đề thi đấy các bạn nhá. Không phải được, đừng tưởng là mỗi lớp 12 không đâu. Nha, nhất là thi tư duy. Nó hỏi từ lớp 9 hỏi lên, hỏi từ lớp 8 hỏi lên các em ạ. Cứ phải học tử tế tất cả những cái phần mà mình cần học. Câu số 11. Ở đây các bạn nào thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực không nhỉ? Chú ý vào nhé. Đấy chưa? Để tích điện cho một tụ điện, ta phải mắc tụ điện vào một nguồn điện. Đấy chưa? Như sau, nếu chúng ta có một nguồn điện đây cực âm cực dương thì ta sẽ đấu nối tụ điện vào đây. Tất nhiên là nếu như nguồn điện lớn quá mà vượt qua cái định mức giới hạn thì tụ sẽ thủng các bạn nha. Bản này dương, bản này âm. Khi đấy tụ của chúng ta cũng tích điện, hai bản là tích điện trái dấu. Mắc hai đầu tụ vào một nguồn điện, được chưa? Tức là tạo ra một hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. B.
Tiếp câu số 12. Vật A đang trung hòa đặt tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện dương. Vật A đây đang trung hòa đặt tiếp xúc chạm vào vật B nhiễm điện dương. Vật này nhiễm điện dương tức là nó đang bị thiếu E. Vậy thì thằng A sẽ cho E sang đây. Được chưa? Vậy lúc sau thằng A cũng thiếu E mà thằng B cũng thiếu E. Hai thằng là cùng tích điện dương. Nhưng ví dụ ban đầu ông này mà là dương 4 coulomb thì chia đều ra sẽ là dương 2 coulomb và dương 2 coulomb, thì electron sẽ từ A đi sang E nha. Vì dương là thiếu E. Ông này đang thiếu, ông này chạy sang, đang từ ổn, đang từ trung hòa mà cho bớt đi thì là thiếu rồi. Nên A cũng dương và B cũng dương. Vậy thì sẽ có electron chuyển từ A sang B. Câu 12 đáp án B là chính xác. Câu 13 nào. Thậm chí các bạn biết là vào cái mùa hanh khô, là bạn nào ở miền Bắc trả lời thầy nào. Những em nào ở miền Bắc, miền Trung, cái thời tiết vừa qua ấy, thời tiết hanh khô. Được chưa? Hanh khô. Mà khi các bạn cởi áo, các bạn chạm tay vào một người khác, hoặc các bạn nằm trên giường, các bạn cọ sát với cái chăn nhung, các bạn thử chạm tay vào người bên cạnh, nó làm sao? Hả? Chạm tay, tay chạm tay, chỉ cần một cái bắt tay, một cái chạm tay, chúng ta cũng gì các bạn nhỉ? Trao đổi electron cho nhau, được chưa? Nha. Giật cái đét một phát, giật nảy mình lên các em ạ, nha. Được chưa? Chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng có thể là trao đổi cho nhau thì nhờ electron, không phải cho trao đổi tình cảm nhá. Được chưa? Trao đổi electron. Ok. Mùa hanh khô thì sẽ biết giật đét phát luôn, giật nảy mình lên các em ạ, nha. Tiếp câu 13. Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Đây, trên đường sức của một điện trường, được chưa? Từ điểm A đến điểm B và điện tích của hạt này dương, được chưa? Đi từ A đến B. Xong chưa? Và chỉ chịu tác dụng của lực điện trường. Đây, lực điện đây, F của chúng ta đây nha. Và Q dương thì F và E là cùng chiều. Đấy chưa? Chiều của E đây. Và phát biểu nào sau đây là đúng? Đường sức điện có chiều từ B đến A, từ A đến B chứ. Vì F của chúng ta bằng Q nhân cho E. Q mà dương, F và E cùng phương cùng chiều, nên là đường sức điện có chiều từ A đến B, từ B đến A là tèo. Được chưa? Lực điện trường sinh công âm. Nếu như F cùng chiều với E mà Q còn dương, được chưa? A bằng Q ED, Q dương D dương thì sinh công dương. Sinh công âm là sai rồi. Q dương nha, di chuyển cùng chiều điện sức D dương tiếp thì A nó phải dương, được chưa? Sai. Điện thế ở A nhỏ hơn điện thế ở B, sai. VA của chúng ta là lớn hơn VB, được chưa? Vì A thì bằng Q, đây là A đi từ A đến B, công đi từ A đến B thì AAB là bằng Q nhân với UAB. Và A lớn hơn 0 do Q lớn hơn 0 và U phải lớn hơn 0. UAB mà lớn hơn 0 thì VA sẽ lớn hơn VB, được chưa? Nhỏ hơn là sai. Đấy, còn UAB phải dương vì tích của Q nhân U là dương, mà Q dương thì U phải dương. Đây mới đúng này, 13 là D. Khó không các em? Bạn nào hiểu câu này comment số 1. Một câu mà tương đối nặng về mặt kiến thức, người ta hỏi một cái câu này thôi bằng 3-4 câu các bạn ạ. Bằng 3-4 câu, 4 câu luôn đấy, chẳng phải đùa. Nào, tiếp câu số 14 nào. Một dòng điện không đổi sau 2 phút có điện lượng 24 coulomb chuyển động qua tiết diện thẳng thì cường độ dòng điện là I bằng Q chia cho T. Q là 24 coulomb, T là bằng 120 giây. Được chưa? Vậy chúng ta bấm máy. Rồi máy thì đâu nhỉ? Đợi thầy chút nhé. Để tìm cái máy tính của thầy. Đây. Đây, bấm 24 chia cho 120 là bằng 1/5, tức là bằng 0,2 ampere. Câu này C.
là chính xác. 14 là C chưa? C nha. Tiếp, ngoài đơn vị là ampere, dòng điện có đơn vị là coulomb chia giây cũng được. Đấy chưa? Coulomb chia giây nha. Xong, 14 là C. Tiếp, câu số 15. Câu số 15. Bạn nào vừa comment cái gì thấy chưa kịp đọc nhỉ? trời ơi em ơi, bạn nào nói cái gì đấy? Ví dụ công đi từ C đến D phải bằng Q nhân với UCD nhá. Bạn nào bảo UDC vậy? Ôi giời ơi. Hình như thầy nhớ không nhầm có một cái bản nháp sách giáo khoa là ban biên tập gõ nhầm là công đi từ A đến C, à từ C đến D bằng Q nhân với UDC là sai nhá. Đây mới là đúng này. Có một bản nháp sách giáo khoa là người ta gõ nhầm, ban biên tập gõ nhầm. Được chưa? Còn đã là AB thì phải là AB cấm viết ngược lại BA, anh em đồng ý chưa? Tiếp câu số 15 nào. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 6V, điện đang tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua là 1A. Chạy trong thời gian 1 giờ. À đây. A là P nhân cho T. P thì bằng U nhân I nhân cho T. A bằng UIT chưa? Hiệu điện thế 6V, I bằng 1, thời gian là 1 giờ, 1 giờ của chúng ta là 60 phút, 1 phút là 60 giây chưa? Nhân tất tật vào nhá. 6 x 60 x 60 21.600 nha. Joule tức là bằng 21,6 kilojoule nhỉ. Câu 15 đáp án B. Rồi, tiếp câu số 16 nào. Cường độ điện trường tại điểm B à? Bấm máy thôi. Đây, một điện tích Q đặt trong điểm trường đều thì lực điện có rồi, thì F của chúng ta bằng Q nhân cho E. Vậy thì suy được E của mình là bằng F chia cho Q. Bấm máy cái rẹp đúng không ạ? 0,025 chia cho 10 mũ trừ 5. Rồi, là bằng 2500 volt chia cho mét. Đáp án D là chính xác. 16 là D nhá. Tiếp câu 17. Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua cường độ là 1,6 mA. Trong 1 phút, lượng electron chuyển động qua tiết diện thẳng là Q bằng I nhân cho T. I của mình 1,6 mili là 10 mũ trừ 3. T của mình 1 phút, 1 phút là bằng 60 giây. Nhưng đây mới chỉ là điện lượng thôi nha. Còn tính số electron nó lại là khác. Được chưa? 1,6 x 10 mũ trừ 3 nhân cho 60. Rồi, ra được là 0,096 coulomb. Nhưng tính số hạt E là lấy Q chia cho E là 1,6 nhân đến 10 mũ trừ 19. Rồi, là bằng 6 nhân đến 10 mũ 17. Đấy, hạt electron. Được không? Vậy câu 17 đáp án A mới là chính xác. Tiếp câu số 18 nào. Đáp án nào sau đây là sai? Một điện tích Q chuyển động từ M qua Q, Q đến N, N đến P trong điện trường đều như hình bên. Đáp án nào là sai nhá? A M Q bằng trừ A Q N đi từ M đến Q, Q đến N. Thế nếu mà nhìn thì hình nó là hình sin nó bằng nhau này, đi từ đây đến đây. Với từ đây đến đây, được chưa? Cái quãng đường bằng nhau. Nhìn như vậy, nhưng mà các bạn thấy luôn được rằng là một thằng này này đi xuôi chiều đường sức, đi từ M đến Q là xuôi chiều đường sức, từ Q về N là ngược chiều đường sức. Nên này đúng này. Bởi vì một thằng là có cùng chiều, một thằng ngược chiều nên nó bị đối nhau là vì vậy. Tiếp tục AMN bằng ANP và cụ thể là bằng mấy? Nào ai trả lời nào? Hai thằng này bằng nhau và bằng mấy? Còn AQP và AQN, AQP và AQN bằng nhau. Nhìn thấy có cái gì đấy QP à? QP, QN bằng nhau. Đúng rồi, đều là ngược chiều đường sức rồi. Trước mắt thầy giải thích đáp án B đã. Câu này khó nhất này. Đúng rồi. Đi từ M đến N hay đi từ N đến P, mặc dù là đi có quãng đường
nhưng mà vuông góc với đường sức, nên độ dịch chuyển ở cả hai tình huống này đều bằng 0. Nên độ dịch chuyển bằng 0 thì công của lực địa sinh ra là bằng 0. Đấy chưa? Tiếp tục, AQP thầy chiếu lên một đường sức điện nhá. Q đây, P đây chưa? Xong rồi AQN, Q đây chưa? N đây chưa? Do này, cùng xuất phát từ điểm Q. Và N hay P thì đều vuông góc với đường sức điện, nên chúng nó bằng nhau là đúng, đúng hết. A, B, C đều đúng. Đúng không? Nhá. Nhưng thằng D của chúng ta sẽ sai như sau. Xuất phát từ điểm M đến điểm Q và điểm M đến điểm P, AMP của mình này, riêng thằng này là bằng 0. Từ M đến P là bằng 0 chưa? Còn từ M đến Q là đi từ tọa độ này đến tọa độ này chưa? Có độ dịch chuyển là đoạn D này. Đấy chưa nhỉ? Từ M đến Q có độ dịch chuyển bằng đoạn D. Nhưng từ M đến P độ dịch chuyển bằng 0, nên hai thằng bằng nhau là sai. Đấy chưa? Ý này là ý sai. Và đầu bài bảo là chọn đáp án sai, nên ta chọn đáp án D. Còn từ M đến Q là xuôi chiều đường sức, từ Q đến N là ngược chiều đường sức, nên hai thằng này đối với nhau là hiển nhiên rồi nha. Rồi, các bạn đúng được bao nhiêu câu trên bằng này câu? Anh em comment nào. Đúng được bao nhiêu câu trên bằng này câu? Rồi chúng ta chuyển sang cái phần đúng sai. Đúng bao nhiêu câu trên bằng này câu? Nào, ta sang phần đúng sai nào. Đúng sai nào. Mai có bảng điểm. Mai có bảng điểm các bạn nha. Nào, ta sang phần đúng sai. Phần 2, câu trắc nghiệm đúng sai. Nào thì thầy nói lại từ đầu nào. Lại nha. Anh em sẵn sàng chưa? Sang phần 2 chưa? Ok. Các em học sinh lớp 11 chú ý, đề học kỳ 2 theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục sẽ có phần trắc nghiệm đúng sai. Một câu sẽ có 4 ý A, B, C, D hỏi đúng sai. Mỗi câu đúng thì được 0,1 điểm. Hai câu đúng thì được 0,25 điểm. Đúng 2 ý thì số điểm gấp hơn gấp đôi, từ 0,1 lên 0,25 chưa? Đúng 3 ý thì gấp đôi, và đúng 4 ý mới được 1 điểm. Mặc dù cái xác suất đúng sai nó dễ hơn là A, B, C, D, chỉ có đúng hoặc sai thôi, có hai phương án lựa chọn. Nhưng nhìn cái điểm số người ta cho chưa? Cái bạn làm được đúng 3 ý, điểm sẽ gấp 5 lần bạn đúng 1 ý nhá. Gấp 5 lần luôn. Đây này, chỉ cần đúng 3 ý so với bạn đúng 1 ý chưa, là số y đúng gấp 3. Nhưng điểm số này gấp 5. Nó khác nhau ở trình độ đấy. Và ta đi vào câu 1. Cái này thì có một vô trắc nghiệm vào mắt các bạn nha. Đúng sai cực kỳ khó nào. Câu 1. Nào, câu 1. Một điện tích Q chuyển động từ M đến Q, từ Q đến N, rồi từ N đến P, như cái đoạn đường hình sin, hình vẽ bên đây. Khi nói về quan hệ giữa công của lực điện, trường, dịch chuyển, các điện tích, thì đáp án nào là đúng nào? AMN đi từ M đến N, đi một đường cong như này, nhưng công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, nó chỉ quan tâm đến tọa độ điểm đầu và điểm cuối. Vậy thì M và N của chúng ta nó là trùng nhau đấy, trên phương của một đường sức điện. Mặc dù là hai điểm khác nhau nhưng hình chiếu nó trùng nhau trên phương của đường sức điện, nên lúc này độ dịch chuyển là bằng 0. Độ dịch chuyển bằng 0 thì công của lực điện sinh ra bằng 0. Ý này đúng nha. Đúng. Tiếp tục, AMP vẫn là bằng 0. MN hay MP đều chung hình chiếu lên phương của đường sức điện, đúng không ạ? Đây đường thẳng vuông góc chưa? Nên AMP cũng phải bằng 0. D mà bằng 0 thì AMP của chúng ta cũng sẽ bằng 0. Nên ý này sai rồi, đúng sai rồi. Đến đây là có 0,25 điểm rồi. Tiếp, AMQ bằng AQN, MQ bằng với QN, đi từ M đến Q là đi cùng chiều đường sức. Đây độ dịch chuyển là đoạn D nhỏ này chưa? Nhưng đi từ Q đến N lại ngược chiều đường sức.
Từ M đến Q là cùng chiều đường sức, được chưa? Nên là D, M, Q là sẽ dương, bởi vì cùng chiều đường sức. Nhưng D, Q, N, đây, từ đây đến đây ông em, đấy, từ Q, N, nhìn hình chiếu lên phương của đường sức điện nha, là bị âm. D, Q, N là bị âm, nên nó phải bằng đối của nhau mới là chính xác. Đây là sai, bằng nhau là sai rồi, nó phải bằng đối của nhau, sai nha. Còn tiếp tục AQP, AQP đi từ Q đến P, hình chiếu đây. Đây, thực ra nó là đoạn Q đến P là đoạn từ đây đến đây rồi. Bằng trừ Q bằng trừ AQN. Từ Q đến P, từ Q đến N, úi giời ơi, sai tiếp các bạn ạ. Đấy chưa? DQP bằng DQN, vì đều xuất phát từ điểm Q. Và đây đều xuất phát từ điểm Q không? Điểm P hay điểm N đều cùng một hình chiếu lên phương của đường sức điện, nên P hay N đều như nhau. Bản chất là N và P là hai điểm khác nhau nhưng chung hình chiếu, đấy chưa? Chung hình chiếu. Nên là điểm kết thúc là P hay là N thì cũng y hệt như vậy, nên nó phải bằng nhau chứ không phải là trừ của nhau được. Sai tiếp. Vậy cái phần này là đúng sai sai sai. Đúng sai sai sai. Phần này hồi hộp phết nhá. Làm mấy cái phần đúng sai này là tương đối hồi quan tâm vào hộp. Đúng sai sai sai. Tiếp. Câu 2. Câu 2 tiếp tục là phần đúng sai. Hai quả cầu nhỏ khối lượng 0,1 gram, tích điện 10 mũ trừ 8 coulomb, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh có cùng chiều dài. Do lực đẩy tích điện cách ra xa nhau một đoạn là 2A bằng 3 cm, cho G bằng 10 m bình phương. Lực điện tác dụng ở mỗi quả cầu có độ lớn là 2 mN. Ta có khoảng cách, ta có điện tích, được chưa? Đấy. Rồi, vậy ta sẽ có được lực điện thôi. F của chúng ta là K Q1 Q2 đóng trừ tuyệt đối chia cho R bình, được chưa nhỉ? Bấm. Lực điện thôi là gì? 9 nhân đến 10 mũ 9. Ok. Nhân tiếp với lại 10 mũ trừ 8 bình phương chia cho 0,03 bình phương, được chưa? Đây ra được là 10 mũ trừ 3 newton, tức là bằng 1 mini newton. Vậy đầu bài cho là 2 mini newton, thế là sai chưa nhá? Vậy ý 1 là sai. Phần này đọc làm rất hay mất điểm nha. Lực căng có độ lớn là căn 3 mini newton. Thực ra lực căng nó chính là Pythagore của lực điện và trọng lực, F điện cộng F điện bình phương cộng P bình phương, được không nhỉ? Vì sao? Cái này thầy dạy rất là kỹ rồi nha. Đây, thầy dạy kỹ lắm rồi. Hai quả cầu lúc này cách nhau 3 cm, thầy vẽ ước lượng thôi. Đây, lực điện đây đẩy sang đây, đấy chưa? Trọng lực đây đẩy xuống dưới đây, và hợp lực của trọng lực nó sẽ cân bằng với lực căng dây. Hợp lực của lực điện và trọng lực, chưa? Cái này vẽ nó sẽ hơi khó một chút. Đây. Đấy, thầy vẽ tốc độ nhanh nên là nó sẽ bị lệch một tí, anh em thông cảm. Được chưa? Đây. Đó, đây là cái lực ép này này, là hợp lực của lực điện và trọng lực nó sẽ cân bằng với lực căng dây, và về mặt độ lớn là nó bằng nhau. Nên là ép của chúng ta được tạo bởi hai lực là vuông góc, nên là Pythagore mà ép bằng T. Được chưa? Bấm máy tính cái rẹp, 0,1 phần 1000 nhân cho 10. Bản thân trọng lực của mình cũng là 1 mN. Vậy ở đây nó phải là căn 2 mN. Căn 2 các bạn nha, được chưa? mN. Vậy thì 2 mN là sai rồi, sai tiếp. Làm cái này mà toàn sai rất sợ. Làm ra đúng thì không có gì phải sợ lắm, nhưng nếu như làm ra sai, có sợ không em? Quá sợ luôn. Nào tiếp tục, tính góc lệch của gì nhờ? Dây treo so với phương thẳng đứng tan alpha bằng F điện chia cho P. Mà hai thầy bằng nhau bằng 1, chưa? Nên alpha của mình bằng 45 độ. Đây mới là câu đúng đầu tiên. Thì các bạn chú ý này, câu này nó lừa như sau. Nếu như nó hỏi góc lệch của dây treo và phương thẳng đứng thì là 45 độ thật. Nhưng nếu như người ta hỏi, hỏi cái gì các em biết không? Góc lệch của hai dây treo là bao nhiêu? Các em trả lời nào. Góc lệch của hai dây treo
thì là bao nhiêu? Đố ai trả lời được là góc lệch 2 giây treo nào. Góc lệch 2 giây treo thì lúc này nó sẽ là 90 độ không? Và đây của mình là 3 cm, nên đây sẽ là 3 chia cho căn 2 cm. Mà 3 chia cho căn 2 thì không phải là 1,2 căn 2 mà phải là 1,5 căn 2. Sai. L là 1,5 căn 2 cm. Tam giác cân mà, tam giác vuông cân mà, nên là cạnh bên bằng cạnh huyền chia cho căn 2. Thế này là sai tiếp. Đề khó chịu nhờ. Đề khó chịu nhờ. 1,5 căn 2 các bạn nha. Khó chịu không? Nên nếu như mà các bạn làm có đúng thầy chia cho nó nhé. Cho nó ngon nhé. Đúng mà nhé. Đúng không? Chuẩn. Một đến đây mà nhầm thì đúng là giờ hơi. Ok rồi, chuẩn rồi. Vậy đây sẽ là sai đúng sai. Được chưa? Sai đúng sai nha. Nào, ta sang câu 3. Sai đúng sai. Hai quả cầu lệch một góc giống nhau so với phương thẳng đứng nha. Sai đúng sai. Nào. Câu 3. Có mạch điện đây, câu 3. Câu 3 tiếp tục là một câu đúng sai. Cho mạch điện như hình vẽ bên, nguồn điện 12V. Điện trở trong 0,5 ohm. Các điện trở mạch ngoài 4,5 ohm, 4 ohm và 3 ohm. Vậy thì hỏi các bạn, khi mà K mở, sơ đồ mạch điện là như thế nào? Khi K mở chưa? Khi K của chúng ta mà mở, sơ đồ mạch điện coi như mở chẳng có gì không ạ? 3 thằng nối tiếp nhau hết. R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3. Vậy suy ra R ngoài là 3 thằng cộng lại với nhau thôi. 4 cộng 3 cộng 4,5 chưa? Là 11,5. Đó là R ngoài. Và đây suy ra số chỉ ampere kế là xuất động E chia R ngoài cộng R trong. 12 chia cho 12 luôn là bằng 1 ampere. Ấy, đúng. Đúng nha, đúng. Tiếp, khi K đóng thì hỏi các bạn này, khi K đóng phân tử nào sẽ mất? Điện trở nào mất? Nào, khi K mà đóng lại, dòng điện đi ra từ cực dương, đi qua R1 đến ngã 3 chưa? Về B luôn, hoặc đi qua R2. Khi các bạn đến ngã 3 thì em thấy được rằng là như nào các bạn nhỉ? Một con đường không hề bị cản trở, con đường vắng tanh, con đường không có một bóng ma nào đi qua, không có ma nào đi vào cái đường AB này. Nhưng đường này là có cản trở chưa? Vậy nếu mà các bạn gặp một con đường, đến một ngã ba gặp một con đường vắng tanh tạnh, cô quạnh, hưu quạnh, không một người qua lại, và con đường có bị cản trở, thế em đi qua con đường nào? Em đi con đường không có người cản trở các em, một mình một đường, nghe chưa? Thì đây là mất nha, coi như R2 mất. Đấy, vậy thì K đóng chỉ còn là R1 nối tiếp R3. Tương tự thôi, R ngoài của chúng ta 4,5 cộng 3 chưa? 7,5 ohm. Từ đây suy ra Y của chúng ta, Y phẩy mới đi, bằng E chia cho 8. Nhờ 7,5 cộng với 0,5 là 8. 12 chia cho 8 chưa? 1,5 ampere. Vậy thì 2,5 ampere là sai rồi. Sai nha. Sai. Tiếp, K mở tổng trở mạch ngoài là 11,5. Đúng này, chuẩn chưa? Tính bên trên rồi, đúng. Khi K đóng, công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài. Đây, công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài là của hai cái điện trở 1 và 3 chưa? P13 là bằng Y bình nhân với R13, chính là 1,5 bình phương nhân với 7,5. Đây người ta hỏi của mạch ngoài nhá, là lấy Y bình nhân với R mạch ngoài. 1,5 nhân với 7,5, 1,5 bình phương nhân với 7,5. Thì đây của chúng ta ra được là bao nhiêu nhỉ? 16,875W. 16,875W. Cái này đúng rồi nha. Cái này sai chưa? Vậy tức là đúng sai. Đây là mạch ngoài các bạn nhá. Mạch ngoài chưa? 16,875. Ok. Đúng sai. Hết nhờ. Hết.
Tiếp, câu 4. Câu 4. Một bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau ghép thành N hàng. Mỗi hàng gồm M pin nối tiếp. Đây. Tức nó ghép cái kiểu là chưa biết là có bao nhiêu. Kiểu như này. Mỗi hàng có một không biết bao nhiêu hàng. Thì em biết là 12 nó rất là lắm ước, đúng không ạ? Ví dụ nhá, 12 này có thể thành 4 hàng, mỗi hàng 3 pin, hoặc 3 hàng mỗi hàng 4 pin, hoặc là 6 hàng mỗi hàng 2 pin, hoặc là 2 hàng mỗi hàng 6 pin. Ôi giời ơi, nhiều. Được chưa? Suất điện động của mỗi pin là 12V, điện trở trong 2 ohm, mắc bộ nguồn với một đèn 40V và 160W. Đây. Đèn chưa? 40V, 160W. Ok. Suất điện động của bộ nguồn là 12N. Đây nha. Có N hàng, mỗi hàng có M pin. N hàng này, mỗi hàng có M pin. Được chưa? Ta phải cộng lại cái này. Suất điện động của chúng ta là 12M E của bộ. Vì do có M thằng nối tiếp, đúng không ạ? Nên nó phải là 12 nhân với M, không phải là N. Còn song song thì chúng nó bằng nhau. Sai. Song song thì U bằng nhau nha. Điện trở trong cái gì? Do M thằng nối tiếp thì sẽ là 2 nhân với M. Nhưng lại N thằng song song thì chia tiếp cho N. Vậy là 2M chia N, 2N chia M là sai tiếp. Câu này khó. Đấy. Do M thằng nối tiếp thì phải là 2 nhân với M. Nhưng mà lại song song N thằng chia tiếp cho N. Xong chưa? Tiếp, để đèn sáng bình thường thì M và N như thế nào? Đây là đèn của chúng ta là 40V và 160W chưa? Vậy để đèn sáng bình thường thì Y đèn của chúng ta sẽ là lấy 160 chia 40 không? Y đèn của mình là 4A. Yeah. Và R đèn của mình là lấy U đèn chia cho Y đèn. 40 chia 4 là bằng 10 ohm. Dễ mà. Thế bây giờ ta sẽ tính được luôn. Y đèn cũng là Y trong mạch. Y đèn Y trong mạch chưa? Bằng E chia cho R của đèn cộng với R của bộ nguồn. Đây bằng 4 rồi. Được chưa nhỉ? Và suất động của chúng ta là 12M. E của mình là 12M. Được không? Bằng 4 này nhân với R đèn bằng 10 cộng với R bộ của mình là 2M chia N. Em thấy không? Một phương trình, hai ẩn, nhưng là ẩn này có giá trị nguyên. Suy ra tiếp, E là bằng 12M này, đây là 40 này, đây là cộng với 8 nhân với M chia N. Bởi vì điện trở trong của bộ nguồn mình tính rồi, E của bộ nguồn mình tính rồi nha. Xong hết chưa? Vậy sẽ là 12 lần MN. Đấy. Bằng 40N cộng cho 8M. Thực ra nhìn thì các bạn thấy ghê. Nhưng đến đây các bạn biết làm kiểu gì là nhanh nhất không? Thực ra đây có thể thử luôn số vào này. Có 4 tình huống thôi. Đấy chưa? Thử luôn số vào. Còn không em bấy rút gọn này. N của chúng ta này. N của mình cái gì? Là bằng 8M chia cho 12M trừ 40. Đấy chưa? Đây. Thằng nào thỏa mãn? Dùng table cũng được. Dùng table cũng được. Không thử lại, thử nghiệm thôi nào. 8 nhân x chia 12x trừ 40. Ta côn nghiệm 3 xem nào. Không được. Ta côn nghiệm 4 xem nào. 4 ra 4 không được. Ta côn nghiệm 2 nào. Không được. Côn nghiệm 6 nào. Không thằng nào được. Chết tôi rồi. Đèn không sáng bình thường hả? Đèn này không sáng bình thường thì xem nào. Mình có 12 pin à. Xem nhá. Không được. Sai hết các bạn ạ. Sai hết. Không có nghiệm nguyên. Đây là không có nghiệm nguyên đây. Thì bấm cho các bạn xem nhá. Sai hết. Tất nhiên nó được quyền sai hết. Không có nghiệm nguyên. Được chưa? Không có nghiệm nguyên ở đây. Bấm nhá. 1, 8 này. 8 x chia cho 12 x trừ 40. Được chưa?
bằng bắt đầu từ 1, kết thúc là 29, step 1. Đây, không có nghiệm nguyền. Đây có một nghiệm duy nhất là 44 và 52. 44 này, 52. Nhưng cái của chúng ta là 43, 34, 62, 26. Đấy chưa? Không có nghiệm nguyên thỏa mãn. 11 đây này, 10 và 1. Tức là không có cái cách mắc nào để cho sáng bình thường với N hàng và mỗi hàng M pin. Đấy chưa? Không có cái đáp án nào cho các tình huống 43, 34, 62, 26. Không có nha. Sai hết. Đèn không sáng bình thường được. Sợ chưa các bạn? Các bạn làm cái phần mà trách nhiệm đúng sai là ối rồi, ối sai hết thôi, có gì đâu. Sai 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 sai, được chưa? Gãy thật chứ còn gãy vừa nữa. Gãy là gãy thật. Gãy là có thật các bạn nha. Gãy là có thật. À 12 1 cũng không được. 12 1 làm gì có đây? Làm gì có 12 1. Đồng ý có 12 1 nhưng thường người ta cũng chẳng bao giờ mắc 12 1 đây. Có không? 12 1 không có. Ok không ạ? Đấy, 1 12 không có. Đau tim à. Nhất trí là có 1 12 12 1 không có. M bằng 4, N bằng 4 nhưng có 12 pin thôi. 4 x 4 là 16 pin rồi, đào đâu ra em ơi, được chưa? Đào đâu ra? Nào. Hai địa tích điểm có cùng độ lớn là 10 mũ trừ 4 coulomb trong sân không, để lực tương tác là 10 mũ trừ 4 coulomb cách nhau bao nhiêu mét? Mét nha. Nào. F bằng K Q1 bình Q1 nhân Q2 thì thành Q bình chia R bình. R bằng bao nhiêu nào? Do Q1 bằng Q2 mà. Nhá. 10 mũ trừ 3 chia cho 9 x 10 mũ 9. Ok. Rồi 10 mũ trừ 8 chia an sơ và căn ra. Ủa ôi, 300 mét kìa. Xa thế. 300. Được chưa? 300. Nhất trí. Tiếp. Câu số 2. Một điện tích Q bằng 10 mũ trừ 6 coulomb di chuyển từ A đến B, thực hiện công là cái này. Huyền điện thế giữa hai điểm AB. Đây, AAB là Q nhân cho UAB. Từ đây suy ra này, 2 nhân với 10 mũ trừ 4 bằng Q là 10 mũ trừ 6 nhân với UAB. Nếu người ta hỏi UBA thì mới là lừa. Còn UAB bằng bao nhiêu vôn thì đơn giản. Nào, 2 nhân 10 mũ trừ 4 chia 10 mũ trừ 6, 200 vôn. Đấy chưa? Rồi, 200. Nha. Nhất trí chưa? 200. Dễ không? Rồi, tiếp câu số 3. Biết nguồn điện có giá trị xuất điện động là 12V. R1 4 ohm, R2 R3 là 10 ohm, bỏ qua điện trở ampere kế và dây nối, số chỉ ampere kế là 0,6, điện trở trong của nguồn là bao nhiêu? Vậy đây là bài toán giải ngực giật từ trong giải ra. Mạch điện có sơ đồ R1 nối tiếp R2 song song với R3. Có I ampere là I3 rồi. I3 bằng I ampere. Đấy chưa? Bằng 0,6 ampere. Từ đây thầy tính ra U3 là bằng I3 nhân cho R3. 10 nhân với 0,6 là 6V. U3 mà là 6V. U3 thì sẽ bằng U2, vì là song song thì U bằng nhau chưa? Bằng U23 bằng 6V. Dưới thì tính là Y của 23 luôn. Y23 sẽ là U23 chia R23. Đây là bài toán giải giật từ trong giải ra. Đấy chưa nhỉ? 6 chia cho 5. Hai thằng giống nhau móc song song với nhau thì ông này chỉ còn là 5 thôi. 10 móc song song với 10 chỉ còn 5 thôi. 6 chia 5 là bằng 1,2 ampere. Cứ giải nhận nha, không đi đâu mà vội mà vàng. Và cái I, à, I23 là I của toàn mạch luôn. I toàn mạch bằng I23 bằng 1,2 chưa? Là bằng E chia cho R ngoài cộng cho R trong. Từ đây suy ra R trong thôi. 12 mà chia 1,2 là bằng 10. Thì cái này của chúng ta là sẽ bằng 10. Và cái này của chúng ta là 10
trừ cho r ngoài. R ngoài là gồm r1 cộng với r23 là 4 cộng với 5 là 9. 10 trừ 9 là 1 ohm. 1 ohm các em ạ. 1. Đấy chưa? 1. Hết. Xong nhá. Rồi. Câu này dễ không? Thầy dạy quá nhiều rồi. 1 ohm. Bạn nào viết thích điền đủ 4 ô trống cái gì? 1 ohm. Như thôi, điền số 1 thôi. Đấy chưa? Là được rồi. Nha. Xong. 1 này. 1 ohm cũng được. Tiếp. Câu số 4. Hai điện tích Q1 0,5 nanocoulomb, Q2 trừ 0,5 nanocoulomb đặt tại hai điểm A bên cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của AB. Đây. Đường trung trực chưa? Như này. Nha. Yeah. Đây nha. Một thằng dương này. Một thằng âm này. Ừ. Cách AB một khoảng là 4cm. Đây là 3. Đây là 3 chưa? Vì là 6 chia đôi mà. Vậy thì Pythagoras nó sẽ là 3, 4 và 5. Nhưng các bạn nhớ là dương đi ra và âm đi vào nha. Q1 đây, Q2 đây. Tại điểm này ấy gì? E1 là có chiều đâm ra. E1 là có chiều đâm ra như thế này. Dương đi ra chưa? E1. E2 là có chiều đâm vào như thế này. Đấy. Dương đi ra, âm đi vào. Đây là E2 chưa? Và ta trồng chất điện trường ở đây nha. Mình trồng chất điện trường ở đây. Như này. Xong chưa? Ok. Đến đây mình trồng chất theo quy tắc hình bình hành. Thì đáng nhẽ cái này nó phải song song. Thầy vẽ nhìn nó hơi lệch xíu, lệch có một tí tẹo tèo. Đây là E12 chưa? Thực ra làm ở đây hết bố giờ rồi các bạn. Nào, làm ở đây là phải tốc độ đây. Hết giờ đây các bạn ạ. Hết 50 phút rồi đấy. Nhờ hết 50 phút rồi đấy. Nhưng thực ra là đi thi các em phải làm nhanh hơn một chút nhá. Bởi vì được 10 điểm không phải là dễ. Làm đến câu này là mình có 9,5 điểm rồi. Nghe chưa? Nào, 9 x 10 mũ 9 nhân 0,5 x 10 mũ trừ 9 chia cho 0,05 bình phương. Đây của mình là 5cm này, tức là 0,05m, là 1800. Tức là hai cái cường độ điện trường này bằng nhau và bằng 1800 V chia mét. Nhưng người ta hỏi thằng chồng chất, được chưa? Thì kem tính góc này thôi. Được chưa? Góc này bằng bao nhiêu? Ui thì dễ mà. Góc này thôi, alpha nè. Alpha của thầy bao nhiêu độ nè? Sip tan 3/4, được chưa? Alpha của thầy 36,87 độ. Từ đây suy được gamma của thầy, được chưa? Lấy 90 trừ answer. Dễ không? 53,13 độ. Nhưng hai thằng này nó hợp với nhau hai gamma cơ, gấp đôi lên, gấp đôi yêu thương lên là 106,26 độ. Từ đây ta suy được E tổng hợp là E12 bằng căn bậc 2 của E1 bình cộng E2 bình cộng 2 lần E1 E2 nhân với cốt góc lệch là 2 gamma. Làm cái này chẳng ai trừ điểm được các bạn câu gì, nghe chưa? Nào, căn bậc 2 của 1800 bình phương nhân đôi cộng với lại 1000 cộng với lại là 2 nhân 1800 bình phương nhân đôi nhân với cốt answer. Rồi. Làm này chẳng ai trừ điểm được, có mất cái điểm gì đâu. 2160 V chia mét. 2160. Đấy chưa? Các bạn không làm tròn nhá. Nếu như các em bấm một mạch không làm tròn, nó ra đúng luôn là 2160. Bấm một mạch không làm tròn nha. Ok. Rồi, nhưng đừng làm tròn là dở hơi đấy. Câu 5. Độ lớn điện tích của cầu cầu bằng bao nhiêu? Đây. Quả cầu của chúng ta có khối lượng 4,5 x 10 mũ trừ 3 kg. Ok chưa? Thấy luôn quả cầu nghiêng sang bên này chứng tỏ có lực điện đẩy sang đây. Vậy quả cầu này tích điện âm hay tích điện dương? Đố các em biết. Quả cầu này tích điện âm hay tích điện dương? Alo.
Âm hay dương? Âm hay dương? Âm hay dương? Đường sức điện là theo chiều từ dương sang âm. Dương đi ra, âm đi vào. Đúng không? Bản là tích điện dương chưa? Bản là tích điện âm chưa? Nên đường sức điện là đi từ bản dương sang bản âm. Mà lại ngược chiều với F, chứng tỏ Q bị âm, điện tích bị âm. F và E là cùng phương ngược chiều. Đúng không em? Nên Q bị âm rồi nhá. Nhưng người ta hỏi độ lớn thì tức là trị tuyệt đối của Q. Ok. Quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1 cm. Yêu cầu tính độ lớn là tính F điện nào? F điện là E nhân với Q. Được chưa? E thì bằng U chia D nhân cho Q. Q đang cần tìm và Q này âm, nên các bé đóng trị tuyệt đối. Ngoài cái này ra, nó còn chịu tác dụng của một lực điện, à của một trọng lực hướng xuống. Trọng lực chưa? P. P tính được luôn cho thầy. Mg là 4,5 nhân 10 mũ trừ 2 Newton. 4,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 10 chưa? Ok nha. Lệch đi 1 cm so với ban đầu. 1 cm chưa? Mà dây của mình là dài 1 m, tức là 100 cm. Rất dài luôn các em ạ. Ok không? Và lúc này các bạn có được luôn này, vì cái này nó quá bé so với cái này, nên alpha của mình, được chưa, là 1/100. Em có biết được rằng là khi cạnh này quá nhỏ so với cạnh huyền thì alpha sẽ bằng sin alpha bằng tan alpha 1/100 luôn, và bằng 0,01 radian. Alpha đấy là 0,01 radian. Từ đây ta có được luôn tan alpha là bằng F điện chia cho P bằng 0,01. Alpha bằng tan alpha luôn các bạn nhé. Do góc nó quá nhỏ. Rồi, từ đây thầy suy ra F điện 4,5 nhân đến 10 mũ trừ 2 nhân tiếp 0,01, tức là 4,5 nhân cho 10 mũ trừ 4. Khoảng cách giữa hai bản tụ là 4 cm. Từ đây có được luôn là thằng chỉ số của Q đi. Được chưa? 4,5 nhân 10 trừ 4 chia cho 75 phần 0,04. Được chưa? Đây là 75 này. D là bằng 0,04 này. Được chưa? Rồi, Q của thầy là 2,4 nhân cho 10 mũ trừ 7, tức là 0,24 microcoulomb. Bao nhiêu microcoulomb chưa? Vậy sẽ là 0,24. Lấy 3 chữ số có nghĩa, nhưng ở đây vậy thì nó sẽ là gì các bạn nhỉ? 0,240. Chữ số có nghĩa tính từ bên trái tính sang và đếm từ số đầu tiên khác không. Đấy chưa? Nên sẽ phải là 0,240. Số chữ số có nghĩa nhé. Số chữ số có nghĩa là đếm từ bên trái đếm sang và tính từ số đầu tiên khác không. 2 là số đầu tiên khác không chưa? 2, 4 là hai số, thêm số 0 nữa mới đủ. Hết. Xong nha, câu 5. Nào, câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Mạch của chúng ta như nào? Nếu bỏ qua điện trở của ampe kế thì coi như đây là một dây nối mạch của mình R2 song song với R4. Tất cả nối tiếp, ta sẽ chập điểm C và điểm D, ta chập lại với nhau. Nối tiếp với R3 song song với R5 và tất cả nối tiếp với R1. Nên mạch ngoài của chúng ta gồm như sau: R2 4 này. 2 và 4 là 2 và 6 mà. 2 x 6 chia 2 cộng 6, tích chia tổng. R24 là 1,5 ôm. R35 nè. R3 và R5 tích trên tổng, 5 x 4 chia 5 cộng 4.
20/9. Ôm. Và R 1 2 3 4. Được chưa? Phẩy là một ô à? Kem cay đúng không? 1,5 cộng answer cộng trong 2. 103/18. Ôm. Được chưa? Chưa xong các bạn ạ. Tìm số chỉ ampere kế. Ok không? Thì ta sẽ phải giả sử dòng điện đi theo chiều từ C đến D. Đây là giả sử nhá. Nếu điều giả sử này mà là sai thì là mình làm sai. Thì thực ra tốt nhất là tí nữa thầy sẽ vẽ, thầy sẽ dùng phép cho các bạn nhá. Tí nữa thầy cho mình sẽ dùng phép để làm lại cái này. Được không? Tí thầy cho mình là dùng phép nhá. Nào. Thế thì ta đi tính I2 và I3 cho thầy nha. Lôi I2 và I3 cho thầy ra. Thì I toàn mạch này là lấy E là bằng 6 chia 103/18. Bỏ qua điện trở ampere kế, điện trở trong có không? Cộng với 0,5. Ừ. Thầy tính có đúng không nhỉ? Thầy tính cái chỗ R này có chuẩn không? 6 chia cho đây. 6 chia answer cộng với 0,5 là bằng 27/28 ampere. Tính I2 và I3 nó mới lâu. Đấy chưa? Rồi, từ đây suy được I24 bằng I35 nhá, bằng 27/28 ampere. Xong chưa? Thầy bấm, thầy bấm đúng chưa nhỉ? Bấm đúng chưa đã? Chắc bấm đúng rồi. Làm sao mà bấm nhầm được? Em tưởng R1 song song hay không em ơi? R2 và R4 chung đầu chung đuôi. R2 song song R4 nối tiếp R3 song song R5, tất cả nối tiếp R1. Được chưa? Bấm đúng chưa nhỉ? 1,5 cộng 20/9 cộng với lại, đây là 1,2,4,5 chuẩn rồi. Cộng với lại 2. Ok đúng rồi nha. R1,2,3,4,5 chuẩn rồi. 1,2,3,4,5 lấy cái này cộng cái này cộng cho cái này nữa. Đấy chưa? Đầy đủ luôn. 1,2,3,4,5 thì viết thiếu. Điện trở trong là 0,5 chưa? Đúng hết rồi nha. Chuẩn hết rồi. Thì thầy tính I2 thôi. I2 là bằng U2 chia cho R2. U2 thì là bằng U24 chia R2 ở dưới mẫu giữ nguyên. U24 là bằng I24 nhân với R24 chia R2. Đó. Xong. Thằng I2 chưa? Nào. 27/28 nhân với R24 này, 1,5 chia cho R2 bằng 2. Khiếp quá xấu. 81/112 ampere. Tương tự, tương coi nhà bà tự, mình tính thằng I3. I3 bằng U3 chia R3. U3 thì bằng U35 chia R3. U35 thì bằng I35. Kinh khủng không em? Nhân với R35 chia R3 bằng nào? I35 là 27/28 nhân với R35 là 20/9 chia tiếp cho R3 bằng 5. Đây bằng 3/7 ampere. Rồi, thằng này nó xấp xỉ 0,428. Thằng bên trên này là xấp xỉ 0,723. Được chưa? Vậy thầy có được rằng là I2 lớn hơn I3. I2 lớn hơn I3. Thì I2 đi đến đây này. Đúng không ạ? À đâu, nhầm. Cực dương ở đây chưa? Dòng điện đi từ cực dương này. Đi này chưa? I3 đi đến đây mà I3 nhỏ hơn I2 không? Nên là cái ampere kế nó phải có chiều hướng lên như thế này. Lên như này chưa? Rồi I3 gộp với I-ampere mới ra được I2. Tại nút C thì I3 cộng cho I-ampere mới bằng được I2. Từ đây thầy suy ra I-ampere bằng bao nhiêu? Bằng I2 trừ cho I3. Đấy, 0,723 trừ 0,428. Rồi, phải ra được là 0,295. Bấm lại xem đúng không nha. Lấy 2 trừ nhau đúng không?
81/112 trừ 3/7 0,295 ampere. Được chưa? Đấy, nhưng ra miliampere phải chia cho 10 mũ trừ 3 là ra được 294, ở đây đây nó gọi, thực ra đây nó sẽ là 946 đấy. Đây là 294,6 miliampere. Được chưa? 294,6. Hết. 294,6. Tôi có bấm nhầm đâu không nhỉ? Tôi có bấm nhầm đâu không nhỉ? 294,6 miliampere. Ok nhá. Rồi. Đơn giản không? 294,6. Vì chỉ lấy 4 chữ số có nghĩa thôi. 1, 2, 3, 4. Hết. 294,6. Lấy 4 chữ số có nghĩa. Ok nhỉ? Thầy giảng cho em đoạn này à? Đây thôi. Do I2 lớn hơn I3 nên là dòng I3 phải gộp với dòng I-ampere, tức là dòng điện có thể đi từ C đến D hoặc từ D đến C. Được chưa nhỉ? Nên là I3 cộng I-ampere gộp vào ra được I2. Hai dòng đến, tổng hai dòng đến bằng một dòng đi. Nghe chưa? Nha. Em có muốn dùng phép để ta kiểm tra cái số liệu này không? Thôi, mất thời gian. Đấy chưa? Dùng phép để kiểm tra cái đáp án này cũng được nha. Ok, nào. Các bạn hiểu bài ngày hôm nay chưa? Hiểu rồi, comment số 1. Mấy cái ô đây chỉ là tượng trưng thôi. Nha. Mấy cái này chỉ là tượng trưng thôi. Y4, Y5 cũng được. Y4, Y5 cũng được nha. Các bạn dùng Y4, Y5 cũng được. Ok rồi. Chào tất cả các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye các em.